chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền thụ động Nguyên MMP. Các bạn thân mến, hôm nay thì mình thấy có hai cái thông tin ở trên cái app đào Avive của chúng ta. Đó là cái thông tin mà chúng ta KYC bước 1 và KYC bước 2 của cái app đào Avive. Đồng thời với đó là chúng ta sẽ liên kết cái ví để chúng ta có thể nhận được cái đồng VV của Avive các bạn nhé. Thì các bạn sẽ vào cái app Avive chính của chúng ta, và trên cái thanh trượt này này, các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái thông tin. Thứ nhất là thông tin Avive KYC Press 1 này, là có nghĩa là KYC bước 1 các bạn nhé. Đó. Và kèm theo đấy là chúng ta sẽ được list Avive ở trên sàn OKX này. Đó. Và một thông tin nữa đấy là thông tin chúng ta KYC bước 2 của cái Avive. Và để thực hiện thì chúng ta sẽ tìm đến cái thông tin mà nó có cái Avive KYC 1 này nhá. Các bạn bấm vào đây này. Thì đây là Avive giai đoạn 1, đảm bảo hành trình của bạn đến với tương lai của tiền điện tử. Với Avive KYC giai đoạn 1 thì KYC giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ phải tải cái ứng dụng UKX, tức là cái sàn UKX để chúng ta KYC các bạn nhá. Thì các bạn bấm vào tải này. Ok, ở cái bước này nó sẽ cho chúng ta nhập vào một cái địa chỉ email các bạn nhé. Các bạn sẽ nhập một địa chỉ email mà các bạn đang dùng, và nhớ là lưu lại các bạn nhé. Mình sẽ để cái đường link của cái OKX này ở dưới mô tả để các bạn có thể là sử dụng đường link đấy luôn. Và ở bên dưới này đấy là mã giới thiệu, thì các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu như trên màn hình. Chúng ta nhập hai thông tin này xong, chúng ta sẽ bấm vào đăng ký nhé. Họ sẽ gửi vào email của các bạn một cái OKX mã email đăng ký như này, các bạn mở ra. Rồi chúng ta sẽ copy cái mã đăng ký này và chúng ta sẽ dán sang bên kia. Rồi sau khi dán xong thì nó sẽ chạy trực tiếp sang bên này, và chúng ta sẽ cho số điện thoại của chúng ta vào đây nhé. Và các bạn nhớ là bỏ số 0 đằng đầu nhé các bạn nhé. Sau đấy các bạn sẽ bấm vào xác minh ngay. Họ sẽ gửi tới các bạn ở số điện thoại một cái mã. Chúng ta nhận cái mã đấy ở đây, 164801, các bạn gõ vào đây nhé. Và ok, ở đây thì chúng ta sẽ nhập nơi cư trú này, thì nó mặc định luôn rồi. Chúng ta sẽ tích vào chỗ dấu vuông ở đây, nhỏ nhỏ ở đây nhá, các bạn nhìn cho kỹ dấu vuông ở đây nhá. Rồi bấm tiếp theo. Để đảm bảo thông tin thì các bạn đọc lại một lần và chúng ta bấm xác nhận. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu vào các bạn nhá. Nhập mật khẩu của các bạn vào này. Mật khẩu thì các bạn yêu cầu là phải có chữ hoa, chữ thường, rồi ký tự đặc biệt cho nó đảm bảo cái bảo mật các bạn nhá. Rồi sau đấy các bạn bấm tiếp theo. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ cần tải ứng dụng xuống và đăng nhập. Chúng ta vào trực tiếp Google Play này, chúng ta tải này, bấm cài đặt này. Ok, sau khi nó tải về xong thì chúng ta sẽ mở ra nhé các bạn nhé. Bước này thì cũng mất thời gian một chút để nó tải về đấy. Ở đây thì nó có hai phần này, sàn giao dịch và ví web 3. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến cái ví web 3 này để chúng ta lấy địa chỉ các bạn nhé. Thì chúng ta bây giờ quan tâm thứ nhất là chúng ta đăng ký. Rồi ok, sẽ bấm vào đăng ký này. Thì cái bước đăng ký này thì nó giống hệt như cái bước lúc nãy mình giới thiệu, là nhập địa chỉ email, mã giới thiệu và chúng ta đăng ký. Và cái bước sau đấy là nhập mật khẩu các thứ để chúng ta có thể vào được một cái tài khoản OKX các bạn nhé. Thì sau khi đăng ký xong thì mình đã có rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập thôi. Đấy, thì mình sẽ bấm vào đăng nhập ở đây hoặc đăng nhập phía bên ngoài đều được. Chúng ta đăng ký bằng email thì chúng ta sẽ mở bằng email ở bên này. Mà tốt nhất là đăng ký bằng email các bạn nhé. Bởi vì số điện thoại đôi khi các bạn nhiều số điện thoại phụ rồi, sau một thời gian nó mất số điện thoại là đáng tiếc đấy. Rồi bạn nhập email ở đây để bấm tiếp theo này. Tiếp theo nhé, đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ xác minh giống như đăng nhập các sàn khác thôi, hoặc các ví khác thôi. Ở bước này thì nó sẽ bật cây vân tay hoặc là khóa cứng. Thì cái này thì theo mình là không cần thiết, bỏ qua. Rồi ok, việc đầu tiên của sau khi đăng ký đây là chúng ta phải KYC để xác minh cái sàn giao dịch này. Nếu như nó có một vài cái câu hỏi nào ấy thì các bạn cứ mạnh dạn trả lời nhé. Bạn có kinh nghiệm giao dịch chưa? Giao ngay các bạn nhé, chọn giao ngay hoặc phát sinh. Xong, thì ở đây thì các bạn sẽ bấm vào lại phần OKX này này. Chúng ta sẽ bấm vào ba gạch ở trên này hoặc là bấm vào chữ xác minh ngay ở đây. Thực hiện xác minh, chúng ta sẽ xác minh nhé. Phần xác minh này thì nó bao gồm hai phần, đấy là phần giấy tờ và phần khuôn mặt của chúng ta. Giống như chúng ta KYC PIN ấy, ở đây chúng ta sẽ chọn ID này. Các bạn dùng thứ gì thì các bạn chọn thứ đấy. Như mình dùng căn cước công dân thì mình sẽ chọn căn cước công dân. Bấm tiếp theo này, bấm cho phép này. Rồi ở bước này thì chúng ta sẽ chụp căn cước để nằm ngang như này các bạn nhé.
không để mất góc, không để chói sáng, không để mờ. Rồi, ok, chúng ta tích vào đây. Tôi đồng ý và bắt đầu sang mình. Ở bước này nếu mà các bạn quét mãi mà không được thì các bạn có thể là chụp ảnh thủ công các bạn nhé. Ở dưới này này. Sau khi tải lên như này các bạn mà thấy vẫn chưa được thì các bạn sẽ bấm làm lại ở cái này. Còn trường hợp mà bạn thấy ok rồi, nét rồi, ngon rồi, các bấm vào mũi tên này nhé. Rồi mặt sau thì các bạn lật lại làm tương tự. Nó cũng sẽ quét, tự động quét. Trong trường hợp các bạn giữ một lúc quét mà không được thì các bạn lại làm thủ công. Rồi ở bước này thì chúng ta sẽ chụp chân dung để nó so sánh cái ảnh của bạn với lại cái ảnh của căn cước xem có khớp với nhau không. Thì các bạn không đeo kính này, không đeo khẩu trang cũng như là không bị chói sáng. Ok, thì chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Ok, sau khi được rồi thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên, mà thấy chưa được thì các bạn làm lại các bạn nhé. Giống như các bước trước thôi. Quá trình này sang mình sẽ mất khoảng vài phút, 2 phút. Ở đây thì mình thấy có một thông báo. Đây là quá trình diễn ra có thể lâu hơn dự kiến. Chúng tôi vẫn đang xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau quá trình hoàn thành, quá trình hoàn tất. Rồi, ok. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào ba gạch 9 chấm này nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra xem thử như nào nhé. Bấm vào tiếp diễn này. Xem thử nó còn cái nội dung gì không nhé các bạn nhé. Đấy, thì sau khi nó lên những cái thông tin mà nó quét được rồi ấy, nó sẽ hỏi cái mã bưu chính này các bạn nhé. Các bạn chúng ta điền cái mã bưu chính vào nhé. Ở dưới này chúng ta sẽ nhập theo cái thường trú bên trên này các bạn nhé. Mình sẽ nhập là 10.000 này, Hà Nội này. Tiếp theo các bạn này. Và sẽ xử lý một lát. Ok, ở đây là đã xác minh danh tính này. Xin chúc mừng của bạn đã hoàn tất danh tính này. Thì các bạn cần phải có cái bước phụ này thêm các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ vào phần 9 chấm này nhé. Đấy, đã xác minh như này là ok rồi này các bạn này. Đấy, thì ở đây là cái tài khoản sàn OKX. Đấy, một lát nữa là chúng ta sẽ tạo cái ví ở bên Web3 này. Rồi sau khi KYC xong, chúng ta sẽ lấy cái UID bằng cách bấm vào 9 chấm này. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào cái tên của chúng ta này, hồ sơ của chúng ta này. Đây là cái UID nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ bấm vào copy này, đã sao chép. Chúng ta sẽ bấm vào cái IPv này, dán vào đây. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ và gửi này, lên X này. Đó, ở đây thì các bạn sẽ đăng bài lên. Rồi, xong rồi thì chúng ta sẽ bấm nộp này. Ok, lại chia sẻ lời cảm ơn một lần nữa này. Chia sẻ hai lần nhiều quá các bạn ạ, nhưng mà không sao. Rồi, ok, đây là cái bước mà chúng ta liên kết cái UID của OKX vào AVV các bạn nhé. Rồi tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách mà chúng ta KYC bước 2 nhé. Các bạn kéo cái này sang phần KYC bước 2 này. Thì AVV nó sẽ niêm yết trên OKX vào 10 giờ sáng OCT. OCT ngày 19 tháng 2 thì chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Thì nó tương đương với lại 10 cộng 7 nhé, tức là 17 giờ ở Việt Nam chúng ta 19 tháng 2, nên các bạn phải làm ngay nhé. Chúng ta cần phải KYC giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đủ điều kiện nhận mới nhận được này. Chúng ta bấm vào chia sẻ ứng tuyển này, đăng bài này. Rồi chúng ta đăng nha các bạn nhé. Sau nó sẽ quay lại ở chỗ này thì chúng ta bấm vào áp dụng này. Rồi, cái phần này này thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví admin chung quan. Đấy, với cái mã thông báo ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ áp dụng. Thì chúng ta sẽ quay lại cái OKX nhé. Vào cái phần ví web 3 này, chúng ta sẽ thực hiện tạo ví nhé. Chúng ta chọn phần thứ hai này. Cái
vân tay này thì bỏ qua các bạn nhé, để sau nhé, đừng có bật. Các bạn nhập mật khẩu xong á, thì các bạn mở con mắt này ra xem thử hai cái dòng này nó có đúng ý của mình nhưng và đã khớp vào nhau chưa nhá. Xong chúng ta sẽ xác nhận này. Đây là nó giới thiệu qua thôi, là đã có những 77 đồng tiền trong này. Chúng ta bấm bắt đầu. Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm vào cái tài khoản này này. Đấy, ở đây thì nó sẽ tạo một tài khoản ngay nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể thêm các tài khoản khác này. Đấy, thêm ví ở đây này. Đấy, ở đây mình có một cái tài khoản rồi thì mình sử dụng luôn cái tài khoản này. Sau đấy là chúng ta bấm vào sao lưu ngay nhé. Ghi bằng vào giấy nhé các bạn nhé. Bấm vào mũi tên này. Và các bạn đọc những điều mà nó ghi nhớ ở đây nhé. Bằng tiếng Việt hết cả thôi. Đọc qua một lần. Rồi chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu. Nhập mật khẩu vào các bạn nhé. Mật khẩu vừa đặt xong đấy. Bấm vào xác nhận. Rồi các bạn bấm vào con mắt này này. Nó sẽ hiện cái cụm mật khẩu xong này. Rồi chúng ta ghi chép lại nhé. Ghi chép lại ra giấy. Tốt nhất là cần phải có một quyển sổ. Các bạn đừng chủ quan bởi vì các bạn làm nhiều dự án và nhiều kèo rồi chẳng nhớ được đâu. Không thể nhớ được. Sau cuối cùng là kết quả là chúng ta nhầm nhọt sang trồng trọt và làm xong chẳng được cái gì. Xong là lại chê trách là tiền điện tử chẳng được miếng gì. Bởi vì chúng ta không giữ cái miếng gì cho mình trong quá trình mà chúng ta làm. Sau khi ghi chép xong thì chúng ta bấm hoàn tất này, bước tiếp theo này. Nó hỏi một số từ này, vị trí từ hàng 2, hàng 5, hàng 10 hoặc là hàng 3, hàng 7, hàng 9 gì đấy là xác suất thì các bạn nhé. Hỏi những cái từ bất kỳ này các bạn kiểm tra lại xem giống những từ nào thì các bạn bấm và bấm tiếp tục. Ok, sau khi tiếp tục rồi là đã hoàn thành các bạn nhé. Bấm vào tài khoản này, chúng ta bấm vào nhận này, thử ngay này. Đấy, thì ở đây thì nó chỉ giới thiệu cho một số cái thôi. Thì các bạn có thể là bấm để xem thôi. Chúng ta vẫn bấm vào lại và nhận nhé. Và đợi một chút. Rồi các bạn nhìn vào ARB này này. Arbitrum One nhé. Bấm vào Arbitrum One này, này. Thì nó có cái mã QR ở dưới và cái địa chỉ ở trên. Các bạn bấm vào copy này. Sau khi đã sao chép được rồi này thì chúng ta sẽ bấm sang cái Avive nhé. Tại Avive thì chúng ta sẽ dán cái địa chỉ vào đây này, OKX UID này. Rồi các thứ để như này là cũng được rồi. Và chúng ta bấm vào áp dụng này. Nó chia sẻ lên Twitter để chủ yếu là quảng cáo cái dự án này mà. Đăng nhé các bạn nhé. Đăng rồi là ok rồi. Các bạn mỗi ngày đừng quên nhận cái Avive này nhé. Hai cái việc mà chúng ta đã hoàn thành đấy là KYC bước 1 và bước 2 của Avive. Đồng thời là chúng ta đã tạo cái tài khoản. Tạo cái tài khoản của OKX nhé các bạn nhé. Bởi vì cái OKX này này nó liên quan đến Avive. Đó là trên web 3. Thì chúng ta phải tạo để chúng ta có thể liên kết vào. Rồi video hôm nay thì các bạn xem và thực hiện cho đúng các bạn nhé. Bởi vì là một số bạn KYC nó không được. Vì nguyên nhân là chúng ta xem chưa kỹ và làm chưa đúng chưa hết các bước. Cho nên là KYC cái sàn OKX nó không được. Và đây là cái quá trình KYC bước 1, bước 2 của Avive cần phải làm ngay. 19 này nó lít cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Bạn nào mà chưa đào Avive thì mình cũng để link ở dưới và kèm theo link của OKX. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bật chuông để có thể nhận được video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.